Liên minh châu Âu EU hôm 16 tháng 12 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam phóng thích ký giả tự do Phạm Đoan Trang. Trong tuyên bố đăng tải trên trang web của tổ chức này, phát ngôn viên về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói, Liên minh châu Âu kêu gọi trả tự do cho nhà báo và blogger Việt Nam Phạm Đoan Trang, người đã bị kết án 9 năm tù tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 14 tháng 12 với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống nhà nước. Trong tuyên bố được đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Amberti đăng tải lại trên Twitter, phát ngôn viên của EU cũng nêu trường hợp ba nhà vận động nhân quyền khác cũng bị kết án với lý do tương tự, gồm ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Đỗ Nam Trung. Người phát ngôn của EU nói thêm rằng Liên minh châu Âu mạnh mẽ cam kết bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trên thế giới. Trước EU, một trong các đối tác thương mại lớn khác của Việt Nam là Hoa Kỳ cũng đã lên án việc Việt Nam kết án bà Trang. Vào tháng 6 năm nay, phản hồi về phúc trình nhân quyền và dân chủ của EU, trong đó bày tỏ đặc biệt lo ngại về các vụ kết án liên quan đến quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng tại Việt Nam không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến hay bảo vệ nhân quyền.